Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. David và các quan tướng đạo binh cũng để riêng ra mấy con cháu của Asaph, Heman và Jeduthun hầu phục dịch, lấy đờn cầm, đờn sắt và chập chỏa đặng nói tiên tri. Số người phục sự theo chức của họ là như sau này. Về con trai Asaph, có Sakua, Joseph, Nethania và Asarela, đều là con trai của Asaph, ở dưới tay Asaph cai quản, vâng theo ý chỉ của vua mà ca sướng. Về con trai của Jeduthun có Gedalia, Seri, Esai, Hashabia, Matithia và Shimei, là 6 người, đều ở dưới quyền cai quản của cha chúng là Jeduthun, dùng đờn cầm mà nói tiên tri, cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Về con trai của Heman có Bukkiya, Mathania, Ucien, Shebuen, Jerimoth, Hanania, Hanani, Eliatha, Gidanthi, Romamti-ese, Yogbikasha, Malothi, Hothia và Mahasiot. Những người đó đều là con trai của Heman, thổi kèn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Heman vâng mạng của Đức Chúa Trời mà làm đấng tiên kiến của vua. Đức Chúa Trời ban cho Heman được 14 con trai và 3 con gái. Các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là Asaph, Jeduthun và Heman để ca sướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập chỏa, đờn sắt, đờn cầm và phục sự tại đền của Đức Chúa Trời theo mạng lệnh của vua. Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được 288 người. Chúng đều bắt thăm về ban thứ mình, người lớn như kẻ nhỏ, người thông thạo như kẻ học tập. Cái thăm thứ nhất nhằm cho Joseph về dòng Asaph. Cái thăm thứ nhì nhằm Gedalia, người anh em và con trai người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ ba nhằm Sakua, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ tư nhằm Yitzhari, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ năm nhằm Nethania, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ sáu nhằm Bukkiya, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ bảy nhằm Yesarela, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ tám nhằm Esai, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 9 nhằm Mathania, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 10 nhằm Shimei, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 11 nhằm Asaren, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 12 nhằm Hashabia, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 13 nhằm Subaen, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 14 nhằm Matithia, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 15 nhằm Jeremoth, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 16 nhằm Hanania, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 17 nhằm Yogbekasha, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 18 nhằm Hanani, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 19 nhằm Malothi, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 20 nhằm Eliyata, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 21 nhằm Hothia, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 22
nhằm ghi đanh thi các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 23 nhằm Mahasiot, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 24 nhằm Romamti-ese, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Chương 26. Những ban thứ của người giữ cửa như sau này. Về dòng Cô-rê có Meshelemia, con trai của Cô-rê, cháu của A-sáp. Meshelemia có những con trai là Sa-cha-ri, con trưởng, Yedi-a-en thứ nhì, Sê-ba-đia thứ ba, Giác-ni-en thứ tư, Ê-lam thứ năm, Yô-ha-nan thứ sáu và Eli-ô-ê-nai thứ bảy. Các con trai của Ebed-edom là Shemaya con trưởng, Jehoshabat thứ nhì, Yoa thứ ba, Saka thứ tư, Netanen thứ năm, Amien thứ sáu, Isaka thứ bảy và Phê-u-lê-tai thứ tám, vì Đức Chúa Trời có ban phước cho Obed-edom. Shemaya con trai Obed-edom cũng sanh những con trai có quyền cai quản tông tộc mình, vì chúng đều là người mạnh dạn. Các con trai của Shemaya là Ocni, Rephaen, Obed, Ensabat và anh em họ là Elihu và Shemakia, đều là kẻ mạnh dạn. Các người đó là con cháu của Obed-edom. Họ với các con trai và anh em họ đều là người mạnh dạn, thạo chức việc mình, cộng được 62 người thuộc về dòng Obed-edom. Meshelemia có những con trai và anh em đều là người mạnh dạn, cộng được 18 người. Hosa thuộc trong dòng Merari cũng có những con trai là Shimri làm trưởng, dầu người không phải sanh ra đầu lòng, cha người lập người làm con trưởng. Hinkia thứ nhì, Tebalia thứ ba và Sachari thứ tư. Hết thảy con trai và anh của Hosa được 13 người. Các người ấy làm ban trưởng của những kẻ giữ cửa. Họ theo ban thứ mà hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va y như anh em mình vậy. Chúng theo tông tộc mình mà bắt thăm về mỗi cửa, kẻ nhỏ như người lớn. Cái thăm về cửa đông trúng nhầm Shelemia. Đoạn người ta bỏ thăm về cửa bắc. Thăm ấy trúng nhầm Sa-cha-ri, con trai Shelemia, một mưu sĩ thông sáng. Cái thăm về cửa nam trúng nhầm Obed-edom, còn các con trai người canh giữ kho lương phạn. Súp-bim và Hô-sa bắt thăm được cửa tây, gần cửa Sa-lê-kết, nơi con đường đi dốc lên, phiên canh đối với nhau. Mỗi ngày cửa đông có 6 người Lê-vi, cửa bắc 4 người, cửa nam 4 người, và nơi kho lương phạn mỗi cửa 2 người. Tại Bạc Ba về phía tây cũng có kẻ canh giữ, trên con đường có 4 người, và tại chính Bạc Ba có 2 người. Đó là ban thứ của những người giữ cửa, đều là con cháu Cô-rê và con cháu Merari. Trong người Lê-vi có A-hi-gia quản lý kho tàng của đền Đức Chúa Trời và kho tàng các vật thánh. Con cháu La-ê-đan thuộc về dòng dõi Gẹt-sôn, làm trưởng trong tông tộc của La-ê-đan, con cháu Gẹt-sôn là Giê-hi-ê-li. Các con trai Giê-hi-ê-li là Sê-tham và Giô-ên em người, được cắt làm quản lý kho tàng của đền Đức Giê-hô-va. Trong dòng Amram, dòng Yit-she-ha, dòng Hebron và dòng Uziel có Shebuen, con cháu Gẹt-sôn, là con trai của Môi-se, làm quan cai quản kho tàng. Lại có anh em người là con cháu của Eliese, Rehabia, con trai Eliese, Esai, con trai Rehabia, Yoram, con trai Esai, Siết-ri, con trai Yoram và Shelomit, con trai Siết-ri. Shelomit này và anh em người đều quản lý các vật thánh mà vua David, các trưởng tộc, quan tướng cai ngàn quân và cai trăm quân cùng các tướng đạo binh đã biệt riêng ra thánh. Chúng biệt riêng ra thánh những của cải đã đoạt lấy khi chiến trận, đặng dùng xây sửa đền của Đức Giê-hô-va. Lại các vật mà Samuel, đấng tiên kiến Sao-lơ,
con trai của Kích, Abne, con trai của Nerơ và Joab, con trai của Seruya đã biệt riêng ra thánh, cùng các vật không cứ người nào đã biệt riêng ra thánh, đều ở dưới tay Shelomit và các anh em người quản lý. Trong dòng Yitsheha có Kenania và các con trai người được lập lên làm quan trưởng và quan xét, đặng cai quản các việc ngoài của Israel. Trong dòng Hebron có Hashabia và anh em người đều là người mạnh dạn, số được 1.700 tên. Họ quản lý dân Israel bên kia sông Giô-đanh về phía tây, coi sắp công việc của Đức Giê-hô-va và hầu hạ vua. Trong dòng Hebron có Jeriah làm trưởng. Đang năm thứ 40 đời David, người ta cai số dòng họ Hebron tùy tông tộc của chúng. Thế giữa vòng chúng tại Gia-ê-xe trong xứ Gala-át có những người mạnh dạn. Các anh em của Jeriah đều là tay mạnh dạn, số được 2.700 người làm trưởng tộc. Vua David lập chúng trên người Ruben và người Gác và trên nửa chi phái Manasse, đặng cai trị các việc của Đức Chúa Trời và việc của vua. Thi Thiên 137. Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon bèn nhớ lại Sion và khóc. Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng. Kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng: hãy hát cho chúng ta một bài ca của Sion. Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Jerusalem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm trong ngày Jerusalem. Chúng nó nói rằng hãy hủy hoại cho đến tận nền nó đi. Ở con gái Babylon là kẻ phải bị diệt. Phước cho người báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, đem chà nát chúng nó nơi hòn đá. Chương 8. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phun đến gần lạy Ngài mà thưa rằng: lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ người mà phán rằng: ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phun được sạch. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: hãy giữ, chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-pê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng: lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giê-xu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng, nhưng các con bổn quốc sẽ bị liện ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đoạn Đức Chúa Giê-xu vào nhà Phi-a-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường đau rét. Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi. Rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh.
Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Và khi Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng: lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng: người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh ngươi? Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng: lạy con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Và khi ấy ở đằng xa có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ xin Đức Chúa Giê-xu rằng: nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó. Ngài biểu các quỷ rằng: hãy đi đi. Các quỷ ra khỏi hai người đó liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước. Những đứa chăn heo bèn chạy trốn trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra và chuyện hai người bị quỷ ám nữa. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Giê-xu. Vừa khi thấy Ngài thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình. Chương 9. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền lại, trở qua biển và đến thành mình. Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng: hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng: nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc giường ấy. Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Và đang khi Đức Chúa Giê-xu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giê-xu nghe điều đó bèn phán rằng: chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư?
nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đằng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Đang khi Đức Chúa Giê-xu phán các điều đó, sảy có người cai nhà hội kia bước vào quỳ lại trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Giê-xu bèn đứng dậy cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng, nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giê-xu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo và chúng làm om sòm thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái thì nó liền chờ dậy. Tin này đồn ra khắp cả xứ đó. Đức Chúa Giê-xu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua David, xin thương chúng tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến, Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Giê-xu lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện này. Song lúc hai người ra khỏi nhà thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Khi đi khỏi chỗ đó thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.